cầu bố phải thêm, thế là em phải chở cối sang bên bên bãi cháy để lấy thêm chứng từ mà cho mới nộp lại. Bố bảo chưa thấy chi trả. Cái đấy là 975 này là bố được nhận rồi em ạ. Còn của bố là có 1,5 triệu thì không. Cái đấy chưa gửi, chưa làm rồi, chị có. Làm rồi mà chị làm sao rồi. Chưa thấy động tĩnh gì nhỉ? Đây thì nó chỉ thấy có là một cái thôi. Ở đây từ tháng 10 này. Cái đấy thì là cũ rồi. Chị cái này chị gửi đâu rồi? Cái này chị gửi hôm tháng 11. Cái đợt tháng 11 cái hôm mà chị làm mấy cho chị xong rồi em nhầm ấy, bảo là cũng làm cho cô Phương rồi đấy. Là thế thì chị hỏi lại CS đi. Thế thì chị hỏi lại CS đi. Đây, nếu như mà tra ra số hợp đồng ra nhá, nó phải hiện bao nhiêu lần ngày chấp thuận này, ngày đây 1,157,000 hóa đơn vốn. Cái này là cái ngày yêu cầu là ngày 27 tháng 10. Chị phải xem lại cái yêu cầu này là ngày bao nhiêu. Cái yêu cầu mà chị em gửi đi ấy, em làm em gửi đi ấy. Đấy, là ngày bao nhiêu? Hồ là hôm 20 tháng 11. Đấy, thì là cái loại cái khác thì lại không có ở trong ạ. Ừ, là không có là khả năng là xem ở đâu. Trong này là chưa có này. Thank you.